Xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay thì admin của hội quân nhân.com học sinh online gửi đến cho tất cả các bạn một clip tiếp theo về tính kết cấu thép. Mình đặt tên là xóa mất gốc kết cấu thép theo tiêu chuẩn 5575/2012. Thì ngày hôm trước chúng ta đã đến với một clip, đó là mình hướng dẫn tính cột thép Y. Cột thép Y uống phẳng theo tiêu chuẩn 5575/2012. Tuy nhiên á, thì trong cái việc mà tính cột thép Y á, các bạn, nó có nhiều trường hợp lắm. Cho nên trong cuốn sách sổ tay nè các bạn, thì mình có hướng dẫn hai ví dụ luôn. Thì bạn nào mà đọc sách sẽ biết là tại sao lại có hai ví dụ đó. Bởi vì đó, đối với các cấu thép đó, một khi mà nội lực hoặc là vật liệu hoặc là tiết diện chỉ cần thay đổi một tí thôi, thì nó sẽ sinh ra các option rất là khác nhau để chúng ta tính toán. Do đó cho nên á, là hôm nay mình sẽ đánh thêm một ví dụ nữa, cũng giống như là vừa giới thiệu các bạn, vừa củng cố thêm cho các bạn về tính cột thép Y chịu uốn phẳng, cụ thể là nén uốn phẳng. Rồi bây giờ thì mình xin phép các bạn, mình sẽ cắt nó ra để cho mình dễ thao tác hơn. Cắt khó hiểu đây. Rồi, ok. Trăm chín ba, 194, 195, 697. Rồi, ok. Ví dụ thứ 12, cho cột thép Y 200 mở ngoặc, tức là bề rộng 200 đó các bạn. Họ ghi kiểu này, các công ty cái cột thép nó ghi thế này đó. 200 cho đến 640, có nghĩa là chân cột là 200, rồi đỉnh cột là 640 nhân 6 nhân 8. Tức là tiết diện rộng 200, chân cột cao 200, đỉnh cột 640, bụng dày 6 ly, cánh dày 8 ly. Cột thép được làm bằng thép Q245 mà mát thép Trung Quốc. Cột thép có chiều dài tính toán là L0X, tức là chiều dài tính toán trong mặt phẳng đó các bạn. Trong mặt phẳng là 28,5m, L0Y là bằng 3m. Cột chịu uốn phẳng. Bây giờ tiết diện đỉnh cột có giá trị nội lực là khi mà sau khi phân tích từ sách 2000 ra chẳng hạn, thì có được giá trị moment là 8,6 tấn mét. Lực nén là 4,45, chỗ này mình thêm dấu trừ nha các bạn. Lực nén đó các bạn, trừ 4,45 tấn. Lực cắt là trừ 1,08 tấn. Moment uốn tại cùng tổ hợp, cùng tổ hợp tại chân cột là 0 tấn mét, cũng như liên kết liên khớp đó các bạn. Đó, nó cho cái giá trị bằng 0 tấn mét này á, để sau này á, nó mình sẽ biết được là nội suy ra được vị trí 1/3 và vị trí 2/3 để mình đi kiểm tra ổn định đó các bạn, đi kiểm tra ổn định sau này á. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thực hành. Thì cái việc làm này đó, với cái cấu thép á, số liệu nó nhiều lắm, cho nên các bạn không lập bản tính là nó cực kinh khủng. Nhưng mà trước khi lập bản tính này, chúng ta phải hiểu được cái quy trình tính toán của nó đã. Thì đầu tiên là vật liệu thép Q245, thì cái này các bạn tra thêm catalog hoặc là tìm trên mạng thêm nha. Thì nó sẽ có được cường độ chịu kéo của thép là 220 MPa, mô đun đường hồi là 200.000 MPa. Ở đây mình đổi sang đơn vị tấn cm, bởi vì các bạn biết vì sao mình thay đổi qua đơn vị tấn cm không? Thực ra các bạn làm theo tiêu chuẩn Mỹ rồi đó, thì các bạn để đơn vị kilometer được. Nhưng mà thường thường ra công trường đó, các bạn làm việc với các đơn vị sản xuất đó, thì thường thường họ hay dùng đơn vị tấn.
Đó, cho nên là mình hay để qua đơn vị tấn. Hệ số điều kiện làm việc lấy 0,95. Tính toán thì chúng ta sẽ kiểm tra cột theo cấu kiện năng uống, được chưa? Rồi, tiết diện cột ở đây 200 chứ. Hai trăm sáu trăm từ rồi ta có thông số ráp số vô, được chưa? Rồi ta xác định được chiều cao tại thiết diện đỉnh cột, chiều cao của bụng. Cái này công thức này quá đơn giản đúng không? Mấy công thức này công thức hết sức cơ bản về hình học thôi. Như vậy tính là được diện tích là cánh là 1.600, diện tích bụng là 3.700, diện tích của toàn tiết diện luôn tại thiết diện đỉnh cột là 6.900 mm vuông. Rồi sau đó, sau khi đã tính toán được rồi thông số đầu vào, chúng ta xác định được moment quán tính xoay quanh trục x. Mình nhắc lại nè, cái đây là cái hình này bữa trước mình nói khá là nhiều ở trong cái ví dụ clip bữa trước rồi. Mình nhắc lại các bạn, đây là cái hệ trục tọa độ. Các bạn phải lưu ý theo tiếng Việt Nam hệ trục tọa độ như thế này nè, để các bạn đừng nhầm lẫn nha. Rồi moment quán tính xoay quanh trục x, xác định theo công thức này quá dễ hiểu. Moment quán tính xoay quanh trục y. Rồi các bạn làm một bảng tổng hợp thế này cho nó dễ kiểm soát số liệu, được chưa? Mấy cái này làm Excel mình copy ra đó chứ không có gì đâu, được chưa? Mình viết từ Excel ra, bởi vì mình không biết Excel mình kiểm soát bằng Word sao làm nổi. Mình biết Excel xong rồi á, mình copy soạn ra Word đó, để nó làm Word thì nó dễ hiểu hơn, trình bày chi tiết ra nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà thực ra những cái số liệu này mình có từ Excel ra để tránh sai sót. VKX, moment chống uốn xoay quanh trục x, lấy x chia h trên 2. Moment chống uốn xoay quanh trục y. Rồi ok. Moment tĩnh của một cánh dầm, mấy cái thông số này là số đầu vào, các bạn phải tính toán thì sau này các bạn cũng kiểm tra được. Moment tĩnh thì bằng diện tích nhân với diện tích của cánh là B nhân với TF các bạn. B nhân với TF nè, nhân với cánh tay đòn, tức là từ trọng tâm của gì? Trọng tâm của cánh á, cho đến trục x đúng không? Rồi moment tĩnh của phần tiết diện nguyên, tiết diện nguyên bên trên thớ cần tính ứng suất cắt đối với trục trung hòa. Rồi ok, thì là SX, SF cộng. Thì cái này nói chung là công thức này trong các bạn coi xem cách cứu thép nó có hết á. Cái này bây giờ mà mình giải thích lại nó hơi mất thời gian, nó dễ hiểu lắm chứ không có chi đâu. Rồi từ đó xác định được bán kính quán tính xoay quanh trục x. Đó, công thức cơ bản của sức bền vật liệu hết. Rồi độ mảnh quy ước phương x, độ mảnh quy ước phương y, chưa? Rồi lập một cái bảng. Mấy cái này bữa trước mình nói trong ví dụ ngày hôm trước rồi, cho nên mình nói cái này nó hơi nhanh một xíu nha các bạn. Bởi vì ví dụ hôm trước là nó y chang cái này nè. Tiếp theo chúng ta kiểm tra về nén uống, được chưa? Nén uống. Cho đầu tiên công thức quen thuộc nén uống, lấy lực nén đem chia diện tích cộng với moment uống chia cho moment kháng uống là ra được ứng suất. Kiểm tra điều kiện là phải nhỏ hơn hệ số điều kiện làm việc nhân với là cường độ của thép. Rồi như vậy 0.688 nhỏ hơn 2.09, kết luận thỏa mãn điều kiện bền nén uống. Kiểm tra chịu cắt, công thức này quá quen thuộc đúng không? Lực cắt nhân moment tĩnh chia cho quán tính nhân TV kép. Rồi như vậy chúng ta có được. Tiếp theo kiểm tra bền nén uống và cắt đồng thời, nén uống và cắt đồng thời, được chưa? Tức là vừa chịu nén uống vừa chịu cắt luôn, thì chúng ta phải xác định được ứng suất pháp, được chưa? Cái đây là nội suy thôi chứ không có gì đâu, được chưa? Nội suy tam giác đồng dạng các bạn. Cái này là ứng suất tiếp, lấy căn bậc 2 của ứng suất pháp bình phương cộng 3 lần ứng suất tiếp bình phương thì ra ứng suất tương đương. Ứng suất tương đương là điều kiện phải nhỏ hơn 1.5 lần cường độ nhân hệ số điều kiện làm việc. Như vậy là ứng suất tương đương là 0.67, trong khi đó là 1.15 của cường độ hệ số điều kiện làm việc là 2.4. Như vậy 0.67 nhỏ hơn 2.4, kết luận là thỏa mãn. Bây giờ kiểm tra độ mảnh. Kiểm tra độ mảnh á thì các bạn kiểm tra độ mảnh của y cột thì chúng ta xác định được lambda max. Rồi xác định lambda max nãy, lambda quy ước max thì nãy xác định được rồi, là max giữa x và y thì ta có được là 3.75, cái này lớn hơn 2.5, cái này trong tiêu chuẩn có hết nha các bạn, tiêu chuẩn có hết á. Rồi thì tính được suy được công thức phi, có phi rồi á thì để sau này nó có công thức liên quan nhau,
có công thức liên quan đó, được chưa? Rồi thì cứ sau đó xác định được M, độ lệch tâm tương đối là bằng moment chia cho lực nén, công thức này quy đổi thì chúng ta ra được là 9,737 với cột tiếp diện chữ Y, lambda mass, rồi có M, rồi có tỷ số giữa cánh và bụng, thì chúng ta tra bảng ra thì chúng ta suy được hệ số eta bằng 1,235. Tra bảng 4 la mã chấm 5. Rồi độ lệch tâm tính đổi sẽ bằng độ lệch tâm tương đối nhân với là hệ số eta, được chưa? Rồi ra được là 12,03. Đây bạn thấy chưa, nội suy ra được phi a có ma, nội suy được phi a, chọn phi sẽ bằng maximum giữa 0,5 với lại là phi a lấy là 0,5. Từ đó các bạn tính được hệ số alpha, đó hệ số alpha bằng n chia phi ra được chừng đây bằng 95. Rồi có được hệ số alpha thì chúng ta sẽ xác định theo cái tiêu chuẩn 5575/2012. Các bạn sẽ tính được xem đây là cột chính đúng không? Cột chính thì công thức giới hạn độ mảnh là chừng đây nè, được chưa? Thì ra là 176 mà chúng ta là 113, như vậy nhỏ hơn 176, như vậy là kết luận là thỏa độ mảnh. Kiểm tra ổn định tổng thể trong mặt phẳng uốn thì ta đã tính được MA nhỏ hơn 20, cái này nè, nhỏ 20 này, cho nên là chúng ta sẽ kiểm tra ổn định tổng thể trong mặt phẳng uốn theo công thức này. Còn cái ví dụ hôm trước đó nó phức tạp hơn, nó rườm rà hơn, được chưa? Nó phức tạp hơn đó. Phi a bằng 0,859, ráp số vô ra được cái ứng suất là 0,713, nhỏ hơn 2,09, như vậy kết luận là thỏa. Đó thì cái ví dụ này nó khác ví dụ hôm trước là chỗ này nè các bạn, được chưa? Rồi kiểm tra tiếp theo là kiểm tra ổn định tổng thể ngoài mặt phẳng uốn. Ngoài phẳng uốn thì cái này đó đề bài cho chỉ về tính toán ngoài phẳng uốn là 3 mét, được chưa? 3 mét thì cái này bữa trước trong các ví dụ 1, ví dụ 2, những ví dụ đầu tiên á mình đã nói các bạn xác định chiều dài tính toán của cột thép trong mặt phẳng và ngoài mặt phẳng rồi nha. Cho nên các bạn muốn làm là phải coi lại đó. Tí ta đã tính được lambda y, lambda quy ước y thì suy ra được phi y, cái này quá dễ. Ta dùng moment mx là để tính toán, nhưng mà mx á là lấy vị trí 2/3 và vị trí 1/3 chiều cao cây cột, được chưa nào? Rồi thế thì ở vị trí chân cột là m bằng 0, đỉnh cột là 8,6, như vậy dễ dàng nội suy thực hiện phép gì các bạn, tam giác đồng dạng thôi chứ không có chia ra á, suy được vị trí 1/3 là một phần, là được 2,87, vị trí 2/3. Đây vị trí 1/3, giả sử đây là biểu đồ moment của cây cột đúng không? Rồi thì vị trí 1/3 là đây, vị trí 2/3 là đây, được chưa? Còn vị trí đỉnh thì giá trị cho rồi, còn vị trí chân là bằng 0. Rồi như vậy xác định được giá trị đó thì lấy maximum giữa vị trí một m0, tức là vị trí chân cột chia đôi, và vị trí ml chia đôi, là lấy đỉnh là 86 chia đôi là 43. Cái này các bạn nào làm được ống thép cái này quen lắm các bạn. Rồi như vậy là 4,3 với lại 5,73 thì chọn 5,773 để tính. Rồi từ đó suy ra độ lệch tâm tương đối là được 6,49. 6,49 thì nó lớn hơn 5, nhỏ hơn 10. Do đó cho nên bạn xác định hệ số C. Nó phức tạp, khá là phức tạp á. Cái hệ số C, muốn xác định được hệ số C này á, thầy phải có C5, C10, được chưa? Rồi phải xác định hệ số alpha nữa, được chưa? Rồi so sánh các hệ số lambda y thì chúng ta mới suy được cái beta là bao nhiêu. Rồi từ cái beta đó mới tính được C5, rồi mới tính được C10, rồi sau đó mới ráp số vô tính được cái C. Hiểu mấy không? Rồi sau khi đã tính được cái C rồi á thì mới đưa vô công thức đây nè, chúng ta mới đi tính toán được cái ứng suất pháp. Rồi theo công thức này, rồi ráp số vô, như vậy tính được ứng suất pháp là 0,569.
thì nó nhỏ hơn là gamma c nhân với cường độ là 2,18. Như vậy thì chúng ta kết luận là đảm bảo ổn định tổng thể ngoài mặt phẳng. Rồi, bạn hiểu ý chưa? Rồi. Tiếp theo là kiểm tra ổn định cục bộ bán bụng bán cánh theo y như ví dụ hôm trước. Y ví dụ hôm trước cái này khá dễ. Đầu tiên bạn xác định là B0. Được chưa? B0 đem chia TF. Rồi. Ok. À, tức là đây là ổn định cục bộ bán cánh đúng không? Đây là tiết diện cho y này. Cái B0 là cái gì? Cái B0 ở đây mình nhắc lại các bạn hiểu đó. Cái bản chất của vấn đề đó là khi mà cái cánh này, cái cánh này á, nó càng lớn thì cái cánh này càng dễ mất ổn định. Cái cánh này càng lớn á, thì càng dễ mất ổn định. Tức là nó, khi nó dài quá các bạn nó yếu trong cái chi trơn á. Do đó cho nên á, ý người ta nói là phải xác định cái tỷ số B0 chia TF. B0 là gì đó không Việt? B0 á, là cái khoảng cách từ cái bụng, khoảng cách từ bụng, mép của cái bản bụng á, cho đến cái điểm ngoài cùng của cánh. Được chưa? Đó, tức là khoảng cách này thì gọi là B0. Như vậy ý cái tỷ số này nói rằng á, nếu như mà cái B0 này lớn quá đó, được chưa? B0 là lớn quá, mà trong khi đó cái cánh này nó mỏng quá, cái cánh này nó mỏng quá các bạn. Ví dụ như nó vươn ra tới 1 mét đúng không, mà cánh này có 2 ly thôi, thì các bạn tưởng tượng là nó yếu cỡ nào đúng không? Mà hình dung chưa? Do đó cho nên người ta cho cái tỷ số này là ý đồ là như vậy. Thì sau đó mình nhập số mình kiểm tra thì mình thấy là B0 chia TF đó là 12,13. Được chưa? Rồi lambda x á, tức là cái độ mảnh quy ước á, theo trục x á, là 3,75, lớn 0,8, nhỏ 0,4. Thì ta tính được cái giới hạn giữa cái độ vươn của cánh với lại cái bề dày của cánh là theo công thức này. Rồi chúng ta kiểm tra. Được chưa? Giới hạn thì nó phải lớn hơn, lớn hơn thực tế đúng không? Thực tế là chừng này. Thực tế là 12,13, mà giới hạn tính theo công thức này thì nó là 22,16. 22,16 lớn hơn thực tế, do đó cho nên là chúng ta kết luận là thỏa. Rồi, tương tự như vậy, kiểm tra ổn định cục bộ của bản bụng thì chúng ta cũng y chang như vậy. Tức là bụng này mà nó dài quá thì nó yếu. Rồi, hiểu không? Cho nên á, HV kép chia TF, TV kép xác định thực tế cho mình biết. Rồi, có tiết diện nào nè, ráp số vô. Rồi, tương tự như vậy, có M rồi, có lambda quy ước, chúng ta tính được cái giới hạn. Thì cái giới hạn của nó là 75,76, còn cái thực tế là 104. Như vậy á, 75,76 nhỏ hơn 104. Như vậy kết luận là tiết diện này không có đảm bảo. Được chưa? Rồi, cho đó cho nên là chúng ta phải đi bố trí các sườn ngang. Cái này bữa trước mình có nói rồi, bố trí các sườn ngang. Ví dụ như vậy, được chưa? Người ta bố trí cấu tạo cái đã. Theo yêu cầu là bố trí với cái khoảng cách là 1,8 m, là theo đảm bảo được cái yêu cầu là nhỏ hơn 3 lần cái chiều cao của chiều cao bản bụng. Bản bụng là 604 trừ cho cái này là 1800, thì chúng ta chọn 872, chúng ta chọn 1800. Như vậy cách khoảng 1,8 m chúng ta bố trí sườn ngang. Rồi, bề rộng sườn thì lấy khoảng cỡ là 60,8. Ở đây họ chọn 65. Đó, tức là đây là bao nhiêu? 200 hả? 200, như vậy từ đây qua đây thì mình cho gần đúng là cho nó là bao nhiêu ta? 100, 100 trừ cho bề dài này còn 90, thì chúng ta bố trí cỡ cái chiều rộng của sườn khoảng cỡ là 65. Ý là như vậy. Được chưa? Nhưng mà thường trong chế tạo có thể người ta làm bằng luôn đó. Rồi, chọn sườn dày 5 ly. Rồi, sau đó thực hiện lại việc tính toán theo tiêu chuẩn. Thì cái này là một cái điểm mà đã bất cập trong tiêu chuẩn. Nhưng thôi các bạn cứ làm theo tiêu chuẩn cái đã. Đó là người ta tính lại cột bị bắt ổn định cục bộ, cho nên như là bỏ qua. Thì sau đó mới xác định lại cái bề rộng phần bụng còn lại theo công thức này. Thì vô tình chung lại lớn, cho nên nó lại thỏa. Thì thôi coi như cái tiêu chuẩn nó có cái vấn bị sai sót cái này nè. Nhưng mà thôi chúng ta chấp nhận, chúng ta làm theo tiêu chuẩn thì chúng ta bỏ qua cái điểm đó. Rồi, như vậy là chúng ta tính được là cái cột này nó sẽ đảm bảo. Trang 197. Đây. Thì tính lại đó thì cái tiết diện phần còn lại là 70
bảy mấy 78 cm vuông, cái này trong khi đó tiết diện lúc đầu là 69, như vậy chúng ta không cần kiểm tra là ổn định, được chưa? Rồi thì trong cái ví dụ này đó, mình có để cái file Excel cho các bạn tham khảo, thì các bạn có thể mở tải cái file Excel này về. Nếu các bạn có sách này, các bạn mở phần liên kết ngoài đó, các bạn tải file Excel này về tham khảo nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Nên clip tiếp theo đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là tính cột thép nén uốn xiên theo 5 năm 7 năm 2012. Nén uốn xiên cái này thường hay gặp trong cái một số cái nhà kết cấu, nhà dân dụng á, cột thép nhà dân dụng, được chưa? Hay là những cái quán cà phê, hay là những công trình mà hiện nay áp dụng rất là nhiều kiểu này.